Đây là order của chị Tina Võ, gồm có 16 ghế Royal SB 550 màu trắng, có hệ thống Audio Feel. Order của anh chị đã được hoàn thành, thì đầu tiên em xin cảm ơn anh chị đã order ghế của bên em. Em xin giới thiệu sơ qua về ghế của mình. Và đây là video đầu tiên gồm có 7 ghế. Thì order của mình đã được hoàn tất kiểm tra về phần hệ thống nước và hệ thống massage của lưng ghế. Về phần hệ thống massage của lưng ghế thì bên em đã cho check kỹ để đảm bảo lưng máy của mình chạy êm, không tiếng kêu, máy chạy rất là smooth. Còn về phần hệ thống nước thì bên em cũng đã cho kiểm tra trong vòng 3 tiếng. Trong vòng 3 tiếng này thì có người kiểm tra liên tục cho anh chị, đảm bảo ghế của mình không bị lít nước. Mọi thứ đều ổn. Còn về phần ngọn thấp bên ngoài của ghế như là tay ghế, bàn, bay của ghế thì bên em đã cho kiểm tra hết mọi thứ để đảm bảo ghế của mình không bị nứt mẻ. Ghế nhìn rất là đẹp ạ. Đây là 7 trên tổng số 16 ghế của anh chị. Thank you.